chưa mân cha mân mê mà rồi ơi nó ra un ơi đơ em nhớ chưa mân bộ mân cả em nhớ mang lọ ở nhà đơ em an đi đến mà rồi mân un ra un chúng mẹ chúng đã lại mà thử rồi lại hơi ôn à ơi bài chữ anh mất ôn à bao nhà dù sao chẳng nữa ôn rồi sương lệ nhà cô ngài ôn ơi thì ha sẽ ba sương mà sẽ ba lời để ôn đưa anh về đồn về nhà đi chơi ra anh ơi ôn à ơi anh bảo nhà un mãi bảo anh con vì một quê mới quản khác ca lười ăn chẳng nói un rồi bao anh cô ngài un ơi chẳng lo cái việc mà bao nhà có em mà nào na rắn ra ra mọi chữ thăm con bố mẹ ra em nhồi cất na bước bao nhà đỡ mặt nhà na đỡ má xuống nhau là thế à thế anh mất ồn bao nhà dù cùng chi ồn đi phải bao mà rồi cũng nó ra ồn nuôi vì anh là kế là xa mương về ni un y phải bao mà rõ ràng cho ê nhà cô ngài nhà ơi dừng lại có lời ê nhà ơi xéo un về nhà ngày này anh đi sẽ áo un bao cửa bao nhà rồ mày để nhồi rồi mê ca mân bố mê răng cho lắm lắm un ơi chẳng à lo quyết chỉ là cửa là nhà bên nhau đây mà anh ơi chẳng phải đi dùng mà phải đang đỡ ha thế rồi cho chẳng mà lo đây là anh ơi từ thì bao cửa mà bao nhà ôn ơi ôn phải nói rình nó cùng mẹ bố mẹ cha cùng ai ôn ơi
đơ ê nhớ lại lòng nhà ngày giao xưa câu chuyện mẫn ma ơi nó ra nà ơi nhà uốn dâu lầm mà dâu nung có cờ vừa áo ca mà cụ đô ơi nó xu lầm uốn cửa về ở nhà ê nhà xuống nhà un nó đất ruột mà mường đồ hà ở bên dạy nuôi về là hơi in ngài trước un nói nhà un nghèo lắm mà nghèo nung bò nó un hãy khi đuôi má rồi ơi nó ra un trường ơi ngày nay anh đi về anh nhớ dài mà dẫu làm dẫu nung nhà cao cửa rung má rồi ở chiều cái chi đến điều nào ơi ê nhược chi ê nhớ an mùi cái gót nhà như nhà ủn đời anh cũng mãi mà rồi hết đời anh ra giờ un ôi ê nhà ơi ô đứng ra ngã đi mà chuông hà điêu vì á dùng có mà thương nhau nhà un của khổ nhà chẳng có ý nhà đeo xương un cũng là ý thôi un à ơi dâu lưu làm dâu nung còn un còn hảo những cánh đẹp man đung nữa chẳng ra un nôi anh đi nhiều chưa say mà như nhá un un ôi vườn cầu áo ca mẫn mà ơi nó ra un trường ôi cả trước con có rừng cỡ cành mà hiểu tình như bao nhiêu khi du lịch nó về xăm quan giờ un nuôi cho vì không được là anh đi thăm rồi lại thôi. Ôn à ơi cầu ní ôn rằng cùng bố mẹ trọn nhà được
là người bảo vệ trong nhà có ăn chẳng ra ổn nổi. Vì một ngày khi du lịch mà việc tham quan rất đông đưa em đi ngược mà đi xuôi trong đồn cùng nhà đưa em là người bảo vệ mà ở khu du lịch nhà nếu nơi ngày hơi nó ra ồn trường người là trăng mơ bạc mơ chiên chỉ mơ hôm giao khoang lại ở liền có in nhà đây hãy ơi mong là thì tha nếu có nhau đây là anh ơi thì thì anh mướn làm mà mướn nuông đưa anh về đồn về nhà nhà chị trọn nhà em biểu mẫn ùn ra ùn nuôi đơ em là người anh bảo vệ mà ở khu du lịch níu na ơi đơ em mẫn ùn khơm chiều có nhau ra ùn ơi cho rên nhà ùn đời mà ùn chiều đời em ăn đi khơm về chiều mẫn ùn rơi lại nhớ giờ đi nà ơi cầu chỉ bước đó hay bài nói cho hai cầu nỉ ô mát an mà rồi ơi nó ra buồn nó nay anh vẫn ổn mà đã sướng cả rồi cầu chi mà ổ phải rồi phải thông cho nhau cô ngài ổn ơi đều hầu ngò vậy thôi mới phụ rồi là anh ơi hầu nào ơi thì bờ này anh đã khởi nhau ồn tròn nhà rồi ồn nhà lo cũng việc trong nhà hơi nó ra ùn ơi
đàn anh không chiều, anh đi bao về mà khu vực ơi dù rình hay oan un rồi xưa ngày nhà cô ngài un ơi cô du lịch nhớ nhà un có mơ kịch mà nước ngoài khắp nơi biểu đi dùng mà xăm quan ra giờ un nuôi mơ ni em thấy un bao về nhớ hay để un lê nhà xuống thăm bố mẹ hả nhà bên rồi hãy ơi ôn ơi hết năm ngày xệt mà em mơn ùn đi về xăm quê xăm xóm xăm mương làng ê nhà ra ùn trường ơi con bài chữ ê nhớ mơn ùn suốt đời đi là người bảo vệ mà rồi cho ùn ra ùn ơi còn răng chi nữa ê nhớ ơi bây giờ có in có na đều ban chung rồi lại ơi in ơi nhật na chi để mà nay mong in đừng thay đổi tâm mà long mà xương ra in ơi ô na ơi ta lùng linh ngõ chuông mà rồi rê bỏ đi ra ùn trường ơi em nhà ni đã rắng xưa ùn bỡ một mà đến mưa khôn lòng nhà khôn nhau rồi là ùn ơi mơ vì hiểu tình ê nhà rồi cho thì ùn mà đời mà chờ mà để như này rồi là ê nhà răng mơn ùn đã lố rồi đôi hạ như tề con bay đã quyệt rồi đền đừng hoài nhau xa rồi là đôi hạ như thế mà con tam đều ăn một là đều nằm một nồng rồi là ùn ơi cho để mà đời liêu đình nhà này mới gặp u na
hồn ơi bờ nay anh mất hồn nhớ thành mà thiếu điều rạc trái mặc trai hạ riêu lê nhau cũng hài uốn nơi thời gian nó vắng mong mà vàng in nhà in nhà thương có kể trở ban kể ra tin cũng ai chẳng giỏi ơi hình ó trong đôi núi thập núi nó cao ngày trước em hứa hẹn mà nụ nở rồi em chỉ lùng mê nhuôn mà rồi hơi nó ra ủn trường ơi cho đến năm tháng mà nhiều ngày anh đời anh chức anh chưa như ngày này ra ủn trường ơi ra chỉ về ở mương mà gặp bà nhau ta ngô đường ha thì anh ước đường nghe bên nhau rơi rồi hay ôn à ơi cầu hẹn câu ước mà đã sinh đôi ồn ơi quyết định ngàn đôi cùng nhau rồi lại ồn ơi bây giờ chưa ra đi nhà đó mà ta về quê rồi rồi ơi ôn à ơi bài giờ anh mất ồn mà ở bao nhà đưa lo cùng lo việc lọng nhà cho bố mẹ cha ra ủn nuôi cầu ní hết năm ngày dệt mà ủn nuôi em mình xếp đồ đạc mà về quê nhà cho mát cửa cũng nhà đưa đạc đi khá lại hạ bên anh bên u nà rồi phải băng nhau ra uốn ơi quê quan mà lùng ở lang xa xôi
phải gì mà rồi mà anh sương làm lầm muôn ơi bởi chữ bao đồn bao nhà lò cung mình việc mà rồi rớt lưới nó trưa đi hải un nơi nhà ơi về cửa về nhà ăn cơm uống mì uống trà lại hay về nhà cơm vắng cơm vòi nhà ôn à ơi bài giờ anh nhớ đã mất ồn mà đã chung nhà rồi à chung bơ bố mẹ lo nhà chung đông đông rong chung nhà cũng nhau chúng đang cả đi lại lo ngỡ nhà un ơi mãi mãi mà rồi hơi nó ra un chương ơi à chúng khu du lịch ồn lõng ở nhà đều chậm đều ngò mẫn mà hơi nó ra ùn nuôi à chúng ca chú bạc mà hà bên em bên ồn mà rồi ơi nó ra ồn ơi mai đi nhớ ta chỉ mà rồi rồi à đỡ ha cọt nó bước về ở nhà cùng mẹ cha rồi lại ơi về ở nhà ông ra cả thôi bán chung nữa hay thôi buổi này chỉ ở nhà un nhà ơi buổi chiều un cất bước un liêu xéo nhà rồi là thôi un ơi bởi giờ bao nhà đưa anh lời nói lời chào chào bố mẹ các anh các mang trong nhà ngày này ra ơi bố mẹ ơi con xa lầm mà xa nung khi đi trời đi để dùng mà rồi cảm ơn un xa mà ra bố mẹ ơi un xa mà nó sướng nó còn bao nhà được còn lời nói lời chào ngày này cô ngài bố mẹ ơi.